Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tháng 6 năm 2022 sẽ khởi công hai bến 3, 4 cảng Lạch Huyện. Liên quan tới tiến độ xây dựng bến số 3, 4 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Trao đổi với báo Giao thông, đại diện công ty cổ phần cảng Hải Phòng, chủ đầu tư cho biết đã ký hợp đồng gói thầu thi công với nhà thầu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể khởi công dự án vì một số vướng mắc liên quan tới việc bàn giao đất. Theo thông tin của báo Giao thông, khu vực được quy hoạch để xây dựng dự án bến container số 3 và số 4, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, có hạng mục kè trong, inner revestment để giữ ổn định bến số 1 và số 2 về phản áp thuộc hạng mục xử lý nền đất yếu. Đây là các hạng mục thuộc gói thầu số 6, đê chắn sóng, kè bảo vệ bờ, tường chắn đất, tôn tạo xử lý nền, đường sau cảng và hạ tầng điện nước. Thuộc hợp phần A, dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án hàng hải là đại diện chủ đầu tư. Trước đó, quyết định số 1323/QĐ-TTG ngày 9 tháng 10 năm 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện. Giao công ty cổ phần cảng Hải Phòng là nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 6.946 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng hai bến container cho tàu tải trọng tới 100.000 DWT, tương đương sức chở 8.000 TEUS, chiều dài 750m, rộng 50m. Xây dựng một bến xà lan, tiếp nhận tàu xà lan sức chứa 100-160 TEUS, đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua 1-1,1 triệu TEUS trên năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.